Anh ơi, nhảy xếp đi. Dạ. Con này điên cái gì? Trời ơi mọi người ơi. Cái cổ áo nè. Anh ơi. 150 nè anh ơi. Em 75 ngàn nè. Em em 40. Em 30 nè. Em bù cho anh thêm 50. Em bù anh không có vét luôn. Em bốc gói tiền góp em đưa cho anh 200 luôn. Em đưa hết cái nhà em cho anh luôn. Em đồng cho cái gì chi cho anh luôn. Đẩy xe nó xuống cho anh. Đó bây giờ là em quất khách kiếm thêm luôn nha. Thêm 50. Em bù anh không có gói vét luôn. Em bốc gói tiền góp em đưa cho anh 200 luôn. Em đưa hết cái nhà em cho anh luôn. Em đồng cho cái gì chiên cho anh luôn. Đẩy xe nó xuống cho anh. Đó bây giờ là em quất khách kiếm thêm luôn nha. Chị thách cho mày. Nhảy đi nhảy gọi mời đi. Ai mở nhạc buồn quá vậy chờ. Chị mít đi. Anh ơi đi nè anh. Biết mở nhạc không? Đưa qua làm quay đi. Vậy toàn quay giùm làm đi. Vô đây với em nè, em làm ánh tay hơn nè. Em tươi hơn. Chị em không mệt mấy má ơi. Trời ơi. Mấy người vậy? Ba người. Qua đây giùm em đi. Họ đi vô được. Chớp ở đây chơi nè chớp. Ra nhảy đi, chớp có nhạc kìa. Người đây cắn kẹo nè, bà chổng hoài vậy. Chị ơi! Đi đâu à? Trời ơi, trước tôi bà không quắt giùm tôi vậy chợ. Đứng đây bị đau hoài vậy. Đi số của bà chạy luôn đi con. Nhà hôm nay mình tới chơi vũ hương, mình kìa vũ hương nha các bạn. Các bạn luôn. Chào khách đi chứ. La. Đến chương trình lại hello nha. Sáng có phở, chiều có cá viên chiên. Mời mấy anh lại ăn nha. Trời. Ai kêu em? Đây. Em kêu gì bé? Kêu nước hả? Ok, lấy menu. Trời ơi. Đúng rồi, Thu Phương đậu phòng rồi chứ ơi. Đậu phòng là gì? Đậu rồi. Thu Phương đậu rồi, chị chất góp. Việt Nam thắng hả? Tại á, Việt Nam thắng à. Bữa trưa bây giờ tháng con mày mỏi là mập chứ vậy luôn á trời. Xuống không? Bà đẹp. Đừng có quay ta, không đồng ý quay. Vô viên. Nhiều tiền. Nhiêu tờ? 12 tờ. 123 bớt ngàn. 11 ngàn tờ.
Cảm ơn nha. Chết chậu á. Ấy làm gì vậy? Trước. Tay á. Trước đang đầu mắt mà lại. Đợi vô đây nhảy thôi. Sắp hết chưa? Ê sắp hết rồi nè. Sắp hết rồi. Nè sắp hết rồi. Bây giờ đi đâu nữa vậy? Đi bán. Còn cái mệt đi. Không. Trời ơi. 100 lộn xộn. 200 lộn xộn lợn. 200 lộn xộn mà ông tuôn ra hộp thịt lộn. Để giờ ông lộn mèo 8 vòng. Trời ơi, cái viên viên lộn xộn má ơi, vậy mà má cái hộp thịt lộn, anh tụi nó ai vậy? Ờ, anh nào, anh nào. Kìa khách vô kìa. Rồi em muốn kìa, kìa khách kìa. Anh ơi, lấy nè. Lấy ra. Trời ơi, khách người ta đặt 200 lộn xộn mà anh nào, anh tụi nó hộp thịt lộn. Bây giờ anh kiếm hộp thịt lộn, bây giờ anh kiếm hộp thịt lộn liền hả anh? Trời ơi. Sao anh không đọc kỹ giùm em là lộn xộn? Trời ơi, ai để dịch lộn đâu, tao kêu lộn xộn. Trời ơi, nói cho mọi người lưu ý giùm em nha, 200 với 100 lộn xộn chứ không có hộp thịt lộn anh này, anh liệu. Trời ơi, anh ơi, em thấy anh đi 7 vòng luôn á anh. Ghen quá trời kêu luôn. Dạ. Rồi mà hỏi người đúng rồi, đây chắc anh hết lại sao anh nè anh nha. Gái đi đầm vợ. Chú trai má. Ôi. Ờ quá khách rồi Phượng ơi, đứng xuống với Phượng. Ăn quỷ đơn luôn hả? Đừng bắt nhảy đây bây giờ chưa? Chưa lên nhạc mà. Hey. M O N E T N O E. Hoa hậu đi. Hai đứa đồng phục là tiên nãy giờ đúng không? Hai đứa đi hoa hậu ở đây đi. Đi chân phải trước, quay đây. Bước chân phải trước nha. 1, 2, 3. Tạo dáng. Đổi chỗ. Ê, cái gì ơi. Rồi đi tiếp, đang cái dĩa này hên nè. Bây giờ xuống dưới luôn đi. Không, cái dĩa này hên. Dĩa chạy ta đi. Chân phải trước. 1, 2, 3. Rồi đi thẳng về nhà luôn nha. Rồi đi thẳng chứ phải về nhà luôn. Ủa đẹp rồi. Ờ, đang hên đó nha. Đẹp quá. Hung đi gió đi. Bây giờ đi về nhà mày luôn rồi kìa. Mày đi về nhà mày. Bạn Tuấn con không thích thì đừng có coi nha. Tâm, ok. Rồi thử thách nè. Ủa đủ mất cái mặt. Rồi chơi luôn. Ủa bạn chú nha. 1, 2, 3. Có tới đây hay vậy? Ừ, trời ơi. Tu Vương quá hay luôn. Yêu nghề cho mọi người ơi. Rồi, trời ơi. Vì nó rớt hai lần. Có cái gì rớt ngoài vậy? Đây hỏi lọ. Cái đầu nó đi không được, cái đầu phải đầu trò sao cái đi được má. Hỏi thôi của tưởng là chủ đầu gió thì giải mà. Cảm ơn nha. Dạ dạ cảm ơn chị nha. Mai bay vui vẻ nha. Còn mỹ phẩm hết lần em sợ rồi. Để biết không? Anh ơi. Anh nè, vô đây cho anh chị. Ăn đây không vui vẻ anh chị ơi. Anh chị ở đâu cũng vậy anh ơi. Anh ơi. Ở đây em làm vui vẻ cho anh. Vô đây nè, gò đỏ thấy chứ. Anh cũng vô, hết vô vô đây nè. Muốn vậy không em? Ngon ngon. Rồi anh lại xe với em đó. Ấy là em á hả? Ấy chứ gửi xe nặng giùm em ông xã. Đó chiều. Thì dụ bóng cây đó chiều. Thấy có bộ được nha, làm ăn gì được nha Phương nha. Bị đường đó nha. Anh ơi, ông bãi chiếc xe của anh á, em sợ mưa nó ướt yên á. Mười mấy người kìa, mười mấy người vô kìa. Trời ơi, mười mấy người vô.
Rồi mấy người vô kìa Phương ơi. Vô vô vô. À lè à lè à lè. Ăn cái gì nữa gì anh? Đi đâu vậy anh chị ơi? Ủa con ngủ rồi hả? Mẹ con thức. Đi vòng con ngủ. Đây mà đúng rồi. Mình cảm đi. Đây hóc môn nha. Trời thơm quá. Hóc môn mà vừa hôn vừa. Đúng rồi. Ủa mà ở đâu vậy? Em anh cô đen. Ở đâu em? Vô nhà đi, vô nhà đi, chúc em vô. Vô đi, chúc cái gì em về. Ê, của tao mình lửa anh đi. Con này sao nó kiện vậy vậy? Cách qua đi nhà anh đi. Thằng áo trắng của em nha. Thằng tư cái đấy hiếp dâm quá ta sợ. Chết ơ nè. Mày đi vô mày bán đi. Tới một lớn luôn. Bữa nay mày khỏi lên lương nha. Thôi tụi bay dắt nhau vô. Ê, dắt nhau vô khung lũng tình yêu đây. Trong đó đó. Ờ, đi đi. Chút vô khung lũng tình yêu nha. Dắt nó vô. Ê kìa, anh kia đẹp trai nữa kìa. Không, đâu đẹp trai đâu, trong trai lắm. Sao chùa lại chỗ mặt nó đẹp như trời, mặt như Thái Lan gì đó. Đau. Đi ra đi. Có hai ba người đó đạo không quá anh. Ở đây, đúng không? Đây là phòng VIP rồi hả? Này là phòng VIP. Đây là phòng VIP rồi đó. Còn anh muốn VIP nữa lên lầu 1 có hồ bơi luôn. Có không? Hồ bơi có sông hơi, có đạn, có đào nữa nè. Đào hiểu không? Đào lộn hộp nè. Đào dữ à. Có đi khách không kìa? Khách hỏi mà có hỏi kèn không kìa? Có hỏi kèn không khách hỏi? Xấu không? Xấu không? Kìa ta chưa có ăn hỏi số không? Có menu đó, uống uống gì kêu đi. Có số là trúng không? Có. Trúng trong để bán ra. Trời ơi ơi. Chết rồi. Này đồ ăn nè. Ăn lộn xộn mấy phần em làm cho. Cái này nước ép chanh ta. Rồi, ta hứa là được rồi. Lấy ép chanh nè. Ba phần lộn xộn. Một phần là ba phần lộn xộn, còn nhiêu phần trăm đó anh? Rồi, có ai ghi nước chạy không? Chạy đẹp không? Chớp. Lựa đi chớp. Ai cũng đẹp trai hết trời. Nuôi. Không có chơi với số, ta chơi số đề không à, kêu. Chết luôn à. Số có trúng không? Kêu ấy. Nam vô địch. Tối nay nó khảo cái người bạn. Ta nói rằng Indo sẽ thắng. Và Phương nói rằng Việt Nam suốt vô ba chai. Are we Wando go go? Are we Wando go go go? Chết tao cái này quá thằng đâu. Chết tao đó trời ơi. Tao uống mày gì rằng... Áo trắng dắt nó qua bệnh coi. Trời ơi tao chết bây giờ. Các bạn ngồi nó vui hơn em đi ra ngoài đi. Rồi Anthony mua 30 tờ nè. Trời cảm ơn Tony nha, cảm ơn Tony đã dạy cô giấy số. Đừng có mua giấy số nữa mọi người ơi. Giấy số giả, giấy số không có trúng. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 tờ. Mất cũng vậy hả? Mua con chú kia 11 ngàn hay là 10 ngàn hay là 12 ngàn thì con này 15 ngàn. Ờ, 15 ngàn luôn. Bệnh sao
ăn trước mặt đồ dễ thương chết rồi. Đó mọi người, cuối giờ rồi mọi người ơi. Cái chi cũng hết rồi mọi người. Rồi, thì chết cũng về mọi người ơi. Chết rồi, anh không mật rồi, chết rồi. Trời ơi, chết ngang rồi, chết còn biết nè. Trời ơi, không vui luôn. Trời ơi. Chết rồi, Phi Nhung hôm nay đậu bàn rồi. Đi lại về nha. Lâm mới biến mất tiêu nãy giờ. Ủa, Tâm, Lâm về chưa Tâm? Chết. Xuất sắc luôn kìa, đó. Đó, thấy chưa? Dạ, lấy xe ăn toàn đây với này. Yeah, thì đi lại lấy xe. Rồi. Chớp tôi mẫu này chớp. Ai? Ờ, chụp mình mày đi. Đi bảo đi. Để Vương về đi bảo thì chứ, đi theo đi. Phương đi đâu chết? Phương đâu dạ? Lại hỏi Phương đi đâu, chở em đi với. Phương về đếm tiền mất là quýnh lầm chết. Dạ là gì chết rồi, ngồi xe là gì chết. Thôi lấy xe toàn với này đi. Trời ơi, dì chất Lâm mới lại kiếm dì chất á. Ngoại về lại kiếm chú Lâm đi. Ờ, nó chở con đi bảo, nó về đó. Ngoại về ngoại bệnh rồi. Qua mình lấy lại cái cao không, làm kiếm chết con quỷ. Rồi chất đi bảo nha mọi người. Đi bảo.